Con này là chắc là vẫn là lợn trắng cái gì nhỉ? Không, lợn đen anh ạ. Ai lợn đen à? Hôm nay có đen tiền luôn. Phần nào em nhìn cái màu của nó. Trắng luôn ạ. Ấy à. Dao của chị à. Được đấy, dao mà cứ chặt sắt thế này là. Chung là làm cái gì thì nó đều có cái kỹ thuật với những cái bí mật, cái bí quyết riêng thôi ạ. Vào nước thì mọi người ăn không? Làm tí lòng không? À. Cháu biếu chú ít lòng về ăn nhá. À, cảm ơn nha. Ok. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video ẩm thực tiếp theo trên kênh Sapa TV. Hôm nay bạn Diễm, bạn Dũng đưa mình đi thưởng thức món lợn quay lá mắc mật nguồn gốc Lạng Sơn. Để hôm nay mình test thử xem là cái món lợn quay ở đây có ngon như ở Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn thì mình ăn rất là nhiều rồi. Hôm nay sẽ là tổ hợp luôn, vừa heo quay mà vừa có lòng luộc luôn anh. Ôi mà lòng luộc ở đây em nói thật là một trong những nơi nha, một trong những nơi mà em cực kỳ yêu thích luôn. Mà ở đây là người ta đặc biệt là mang cái lá xương sông từ Nam Định vào luôn, lòng luộc Nam Định nha. Ôi. Mà vừa xem làm vừa ăn luôn. Vừa xem vừa ăn luôn. Đấy, cái gì mà cứ ăn nóng, ăn luôn, ăn ngay là rất là sướng. Đây. Đấy. Chị này là chị lòng lợn à? Lòng lợn. Chị lòng lợn khác, chị heo khác, quay khác đúng không? Đúng. Nhưng mà hai chị là có họ với nhau không? Không, cùng quê rồi thôi. À, cùng quê. Cùng quê này vào đây. Chị ở chỗ nào, Nam Định à? Chị ở Nghĩa Hưng. À. Em mấy lần qua Quất Lâm chơi rồi đấy. À, qua Quất Lâm. Cái này bao lâu nữa là chính chị? Chắc phải 10-15 phút này em ạ. À, 10-15 phút nữa à? Chị thế có là... phải tiêm tiêm chọc chọc không? Có chứ. Vẫn phải tiêm nên không có thủng ngay. Đây, cho từ từ cho nó chín chín đi đã, có mình tiêm non quá nó ra hết. Vâng. Em thì là được gọi là thánh lòng lợn rồi chị ạ. Thánh lòng lợn rồi. Vâng, em hay ăn ở chợ Phiên ấy. Nhưng mà hôm nay là vào trong thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn mà mọi người bảo là quán này không, cái quán không thể bỏ qua khi không đến đây. Vâng. Nên là em nhất định phải đi để thưởng thức thử. Cảm ơn nha. Dạ. Cái này là mình chị bán theo. Cái này chị bán theo cân hay là bán theo cân? Này mình bán bao nhiêu cân? Mình bán 100 ngàn một ký thập cẩm. À thế là giá giống ngoài kia. Nhưng mà có lòng phèo non không? Có phèo non, có gan, có phổi. À thế. Thế là cũng giống ngoài Bắc mình các bạn, cũng 100 nghìn ở chợ Phiên đấy. Bữa nay một ngày là một chị làm bao nhiêu ký lòng vậy hả? Mình cứ tầm 50 ký đổ là. Ủa, 50 cân. À, mà chị bán có khoảng 3-4 giờ chị tầm á, cứ tầm 3 rưỡi đến tầm 6 rưỡi 7 giờ là hết. Ờ, thế à. Hôm nay đá bóng thì có mấy người đặt thì làm tiền lên. À, là người ta đặt đến xem đá bóng. À, hôm nay Việt Nam đá các bạn ạ, hôm nay bắt đầu đá SEA Games. Anh em mình là cũng phải về để chuẩn bị xem bóng đá. Tí nữa anh em mình làm mét lòng. Lòng của chị mà không làm 1 mét lòng về xem bóng đá các bạn ạ. Mét thì dài có bằng. Sau khi xin phép chị thì bây giờ mình vào để ghi hình chia sẻ với tất cả anh em là cách chị nhồi lòng. Chị vẫn nhồi theo kiểu truyền thống của bạn, lấy cái cổ chai cắt đi. Vâng. Bây giờ thì người ta hay lấy cái piston để bơm rồi. À, đấy. Tiết đây là phải đánh cho nó đông hả chị? Đánh đông vào rồi mình nhồi. À. Nhưng mà chị có thể tiết lộ là những cái nguyên liệu ở phía trong này là có gồm những cái gì không chị? Nhà mình thì có các loại rau thơm, với lại quan trọng nhất nhà mình là có lá thông sông ở quê gửi vào. Lá gì chị nhỉ? Lá xương sông. Xương sông. À, tuần nào em nhìn thấy cái nước lòng của chị nó rất là xanh. Xanh đấy. Đúng không? Mà ăn cái miếng miếng dồi nó rất là thơm. Vâng. Ở ngoài kia thì thường thường là người ta không đánh cho cái nồi nhân này nó đông đâu các bạn ạ. Đấy anh em thấy không? Nó đông vậy thì ăn miếng dồi nó ngon hơn. Vâng. Hơn là mình luôn. Nhiều người cứ bảo là sao tại sao mà không đeo găng tay hay là nọ kia, nhưng mà các bạn tay không khó làm. Găng tay thứ nhất là nó khó làm, với thứ hai là như các bạn biết đấy, các đầu bếp chuyên nghiệp ở các nhà hàng lớn ở thế giới người ta có bao giờ đeo găng tay đâu mà. Đấy. Nghĩa là mình vệ sinh là được đúng không chị? Đấy, đúng rồi. Làm từ sáng đến giờ tay lúc nào chật rửa rồi. Trung bình một ngày làm khoảng bao nhiêu chậu nhân này chị? Mất tầm 50 kg. 50 cân. À. 50 cân là bán được 5 triệu. 5 triệu. Ai dồ. Thế là doanh thu một tháng là một ngày 5 triệu, tháng 105 triệu. Còn gốc nữa mà. À, cả gốc nữa. Chủ gốc wow. Như thế mà. Thế chị heo quay kia thì ai là không liên lâu lắm hơn? Nhà mình vào trước nhỉ? À, nhà mình vào trước. À, chị tiêm này nó trắng trắng này là chín rồi đó chị nhỉ? Rồi, chín rồi đó. Vâng. À, sắp được ăn rồi các bạn ạ. Cẩn thận thôi, nó bắn vào mặt đấy. Bắn vào mặt.
đúng cái này nhiều cái nó căng hơi quá nó bán là nguy hiểm. Ờ đời nhà này đưa tiết về thôi mà chị ấy. Chị ơi đừng dại. Chị đừng dại. Tí nữa nó đòi phần trăm đấy chị ạ. Ờ này nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm à? Thế cái nước này chị có lấy không hay là khách hàng đến mua thì là thiên về nấu cháo nhá. À, vui rồi lấy về nấu cho. Nấu cháo nó quan trọng cái là về là rồi mình lấy đây là nóng. Vâng. Về nhà nó nguội là mọi người trụng lại. À, nóng thì mình thắt ăn nó ngon. À đúng rồi, đúng nước rồi. Nước thì ai ăn bún thì ăn, đấy, cháo thì nấu. Cái bí quyết này hay này. Đúng rồi. Đúng không? Quan trọng là vậy đấy. Vâng. Về nó nóng nó mới ngon, còn ở đây mình nóng thì về nhà nó nguội. Dạ vâng. Anh Hải biết sao không? Ơi. Đặc trưng ở đây là anh chị Heo Quay với lại chị Làm Lòng là người rất là kỹ tính và sạch sẽ luôn. Ờ. Nên là cái nước luộc lòng này mọi người rất là thích đi mua, thích mang về. Nhìn cái nồi làm luộc lòng này là biết rồi. À chị chuyển. À bên này còn nồi nữa này các bạn, ôi quá là đã luôn. Cái này thế này thì không thể nói là thua kém chợ phiên được các bạn ạ. Một buổi chiều chị luộc 6 mẻ, 6 mẻ luôn. 6 mẻ, 6 nồi này á. Đúng rồi. Cái này mà nó sôi lên thì mình mới châm nước để cho nó nghỉ ngơi hả chị? Châm nó sôi lên một tí rồi mình để cho nó chín chín tí rồi mình tiêm. Mình tiêm non. Tiêm non là nó bị vỡ hay gì? Vỡ nó gì nó ra hết cốt. Chị không tin tưởng em nên chị đóng cửa đóng mắt luôn rồi. À thế à. Con bé này nó dành hải sản ấy chị ạ, nó không biết về lòng lợn với đâu. Lòng là phải gặp anh Hải. Đó. Làm người chị cứ phải gặp em. Gặp em à. À đấy, chị ấy phải vớt bỏ cái bọt đấy đi này các bạn này. Diễm là toàn biết hải sản rồi. Vâng. Cái gáo mà vớt nước này chắc là cái gáo này mấy trăm nồi lòng rồi là nó cũng méo vớt rồi đấy. Vâng. Ở đây là cái phần mà biết là mẹ phải đi lấy năm mẻ nào là đi lấy về thì mẹ để làm thôi chứ không phải là lấy từ sáng sớm đâu. À có nghĩa là đồ ở đây là luôn luôn tươi. Tươi. Như cái mẻ mà chị chuẩn bị làm nữa này thì bây giờ đang nhờ cái chị quay heo đi ra chợ lấy rồi. Tại hôm nay không có nhà. Chị có cái nào 5 mét thì chị chừa lại giúp em nha. Em cứ với ảnh là phải có cái đoạn 5 mét rồi. Hai hai trợ lý này không giúp được gì à? Không dám giao, không dám giao việc. À. Này nếu là tới giờ ăn thì nhanh thôi. À đây các bạn ạ, cái này là cái kinh nghiệm này. Khi lỏng luộc ra thì nó sẽ vớ những cái tiết. Đấy mình sẽ rửa qua bằng nước sôi để nguội đúng không chị? Vâng, nước sôi thì là nước. Vâng. À, chị để là lên luôn cái nước luộc lòng. À, nó đang nóng rồi nó hấp hơi lên đúng không? Nhưng mà cái lòng này chín chưa chị? Chín rồi à? À, thế là mình chỉ để lên đây để cho nó nóng thôi. Đấy, khi mà mọi người luộc ấy thì nhớ luộc vào cái bếp cái nó có một cái ngăn này nữa này để lên trên nó hay hơn. À, còn cái lòng này là chị luộc từ trước rồi đúng không? Ngâm nước để cho nó giòn, trắng. Nó trắng. Là cái này kỳ công phải đấy chứ chị nhỉ? Ôi, cái này kỳ công lắm. Ồ, đây. Rồi ơi, lòng ngon quá. Đây là phèo. Đấy là phèo với là lòng xe điếu các bạn ạ. 10 mét. À. Cái này cho ra nhảy dây được đấy. Đấy, đây. Cho hai chị em. Hai chị em mỗi đứa làm một đoạn ra nhảy dây. Một lúc mệt thì vào ăn nhá. Hợp lý luôn. À. Thịt ngon quá. Đấy, phèo chuẩn chưa? À, vẫn phải chọc lại à chị? Có, cho nó ráo nước chứ. Hả? Cho nó ráo nước. À, cho nó ráo nước à? Chung là làm cái gì thì nó đều có cái kỹ thuật với cái bí mật, cái bí quyết riêng các bạn ạ. Ráo nước thì mọi người ăn nó mới ngon được. Vâng. Sái ra nhiều nước. Ăn cái miếng lòng nó mới khô, nó không bị nhão gì nhờ. Tay Diễm ăn mét này luôn. Đấy. Ưu tiên em Diễm ấy, ăn mét này luôn. Em không biết ở ngoài Sài Gòn thế nào nha, những cái ở ngoài chợ phiên thế nào nha, nhưng mà ở trong Sài Gòn thì lòng Nam Định là rất là nổi tiếng luôn ạ. À đúng rồi. Được nhiều người yêu thích. Nam Định không những chỉ có món lòng nổi tiếng đâu em ạ. Đấy có nhiều cái nổi tiếng lắm. Ồ, thế nhất định mình phải đi Nam Định chơi nhỉ. À. Bữa nào về Nam Định nhá. Vâng. Đấy. Cái Nam Định đẹp luôn chị. Đấy, đẹp lắm. Đẹp lắm. Chị bảo là nhìn chị là biết rồi. Anh ơi. Ồ. Ồ. Em phụ chị nha, tí phải
trả rồi, tiền rồi, cho rồi, em rồi, đấy. Rồi, rồi. Ôi trời ơi. Bà ấy định nhảy dây luôn đấy à? Hả? Dì ơi, có cần chăm cho Kim chưa? Ôi, có cần chơi. À dạ. Cái này... Chăm cái này nhiều em lấy cho. Lấy 2 kg. 2 cân. Chị cứ cân cho các anh ấy đi để em nhặt cái này ra cho nhanh. Là chủ tịch mình bây giờ chuẩn bị chuyển sang bán lòng anh em nhé. Giờ không không bán thịt trâu qua bếp nữa mà chuyển sang bán lòng rồi. Các bác này à, các bác này mua mang về à? Mang về. Đây mua xem bóng đá à anh? Tiếp về. Vâng, đúng luôn, bác xem bóng đá. Rồi vậy được rồi chị. Được chưa? Chị lấy 2 cân à? 200 nghìn, nhậu tới khuya luôn. Nhậu tới khuya luôn thôi. 2 cân 2 lít. Ờ đúng rồi, 50 nghìn dưa chua mẹ là. Mấy đứa ăn cái miếng ăn bé. Đây cái này. Đúng rồi. Tránh luôn. Biết ăn đấy được. À, dạo tây này. Đấy, tiền. Còn làm mía chứ không chị? Mày làm mía nó bé lắm. Lá mía vách ngăn các thứ đâu. Nó phổi bé mà ngon rồi. Được 2 cân nha chị? Rồi 2 kg luôn. Chị cứ cân lòng đi, còn việc tiền hôm nay cứ để em thu à, em thu nhá. Rồi, cho em thu. Chị ơi, mai là trốn Đà Nẵng hả chị à? Chị đừng có mà tin lời. Chủ tịch em thấy đã sẵn sàng đem bao tay vô rồi đấy. Cái này là bệnh nghề nghiệp. Đây. À, xin giới thiệu với anh là chị heo quay. À, chào chị. Dạ, chị sắp chặt heo chưa chị? Dạ, rồi em bắt đầu đây. À, giờ bắt đầu à? Rồi, chị ra đòn luôn đi để anh em cùng thưởng thức nào. Đúng rồi. Nhắc cái chị ra đòn thì ta đấy cô mình. Hôm nay là con này bao nhiêu ký đấy chị? Hôm nay là 38, 39 ký thôi. Dạ? 39 ký thôi. À, 39 ký 39, thôi. 40 cân. Con này là chắc là vẫn là lợn trắng đấy chị nhỉ? Không, lợn đen anh ạ. Ai, lợn đen à? Hôm nay có đem tiền luôn. Thần nào em nhìn thấy cái màu của nó. Vẫn lấy cái nước này là nước chấm không chị? Dạ đúng rồi ạ. Vâng. Ngon quá nhờ. Hôm nay mình rất là hên chiếm ạ. Được thưởng thức con lợn đen. Đấy. Lợn đen là rất là hiếm luôn. Ở trong này thì đại đa số là lợn trắng nhiều. Dạ, đúng rồi, hiếm lắm anh. Hôm nay là bác của con ngoại trắng luôn đấy. Giòn lắm ấy, giòn. Da cái loại lợn đen này thì rất là dày. Nhưng mà cái màu lợn đen ấy các bạn ạ, khi quay thì nó không được đẹp. Nhưng mà anh biết là cái điều em ấn tượng này là gì không? Ngoài cái hương vị ngon mà em ấn tượng với người phụ nữ quay heo. Có thể là không có ai mà phụ nữ quay heo quay đúng rồi luôn á. Chị này là quá kiên trì luôn đấy. Chị học nghề ở Lạng Sơn à? À hay quá. Ấy à, tí nữa là mượn con đồ long đao của chị. Con đồ long đao của chị ác đấy. Hai con luôn nha. Có cần bọn em mà phụ tá giữ hộ chị không? Dạ, không cần ạ. Chị ơi đừng nhờ đội đấy, tí nó đòi commission đấy. Nó làm ngay miếng da hả chị ngay. Cái này chồng chị không bao giờ dám mà chọc tức chị đâu nhỉ. Ai cũng nói thế đó. Đây các bạn nhìn thấy con dao này. Con dao này còn gõ còn móp rồi đấy. Chị có nhớ là mình quay được tổng bao nhiêu con lợn rồi chưa? Không nhớ nổi à? Dạ. À. Ấy. Chị ơi, dạ. Em đặt 1 ký 3 rọi với lại nguyên cái giò trước nha chị. Ừ, được rồi, để chị. Ui. Hôm nay sẽ thử thách anh Hải ăn nguyên cái giò trước nha. Ok. Dao của chị à. Được đấy, dao mà cứ chặt sắt thế này là. Chị trên nước em cũng phải. Úi giời nóng hổi chưa? À cái này là lá mắc mật này. Nhưng mà nghe chừng là lá mắc mật này là hơi chín quá rồi đấy. Chín thỏ con lợn này là chín rất kỹ rồi. Ở ngoài Lạng Sơn ấy, đỉnh cao nhất là cái lá mắc mật đấy là còn phải xanh gì luôn. Coi như là kiểu nó không hề là có một cái. Ui, gụp. Chắc là vậy chị đúng không? Wow. Con
Chị là quay lợn này năm nay được bao mấy năm rồi? À, năm nay là năm thứ 6 ạ. À, mới có năm thứ 6 rồi à? Vâng. Cũng còn non lắm anh. Hôm nay chị bịt như Linh Gia này này, không nhìn thấy mặt chị, rất là tiếc. Lát nữa cho em xin phép quay cái mặt chị nhá. Cái loại này nóng lắm anh. Em thịt hết lòng đi anh ơi. Lấy nấu cái ba chỉ vậy. Dạ. Ở đây là mình bán bao nhiêu một cân hả chị? Dạ, ba loại sườn này là 300 một ký ạ. 300, à vâng. Chung chuẩn là... được không chị? Chuẩn được 3, à 5 lạng không? 5 lạng rưỡi ạ. 5 lạng rưỡi. Khi mình cắt chuẩn quá, họ lại không tin tưởng luôn. Vâng. Chuẩn luôn không anh? Đấy, đúng rồi, phải để nguyên về gặm nó mới sướng. Chính xác. Anh này là có kiểu... À, đấy, anh coi kênh nào đây? Không biết quá nè, mà có kênh này là mới xuống đây được. À, hôm nay coi tận xuống đây mua, thế là chắc là coi kênh Phạm Dũng rồi. À, em ơi. Đây này, bạn này là coi kênh Phạm Dũng tận xuống tận Hóc Môn, xuống tận đi mua này. Chết em rồi. À, đây là chị đang pha nước chấm của bạn ạ. Thế cái này là cái nước mà ở phía lòng con nước ở trong heo. Nước ở trong bụng con. Cái này là margarin xịt dầu đúng không? Đúng rồi. Tỏi ớt, nói chung là một số gia vị đặc trưng của quán này mình. Này chấm này tuyệt vời luôn nhỉ. Rất là sánh mà thơm. Cái này là em ngửi thấy là có mùi của có đậu phụ nhữ không nhỉ? Hạt măng mật, lá măng mật, à thế mà nó sánh sánh nhiều đậu phụ. Anh nhanh chút xíu cho em chị, tại em có mua chim á, sợ đói bụng gì thì chết nổi nữa. À, mua chim nè, em về cho nó ăn cái, chưa cho nó ăn nữa. À, em gái mình cứ tưởng là nó mỗi số chất là bán hải sản, nhưng mà không ngờ là sau này mà nếu mà em ơi biển động em cứ nhảy bán lòng lợn đúng không ạ. Bỏ quán kế bên quán này luôn. Chị ơi, chị có nhận dạy nghề cho con bé này không? Nếu mà em ý có thành ý luôn, dạy luôn. À, nếu mà em có ý là dạy luôn. Tuyệt vời. Chị chặt luôn cho bọn em ít bao chỉ đi. Vâng, tranh thủ ăn nóng mới ngon. Chắc là tí anh em mình đứng đây ăn luôn ở đây thôi nhỉ. Ui. Ôi, ăn nóng mới ngon. Một ký luôn, ôi chị chặt siêu đấy nhỉ. Bà chị lấy cho mấy bát nước chấm, đứng đấy ăn luôn à? À, lấy mà mượn cái bát loa to to đổ nước chấm ra. Chị cứ chặt miếng to to tí nhá. Dạ. Ấy. Mình đã rất là lâu rồi mình chưa được ăn lợn quay Lạng Sơn, nhưng mà hôm nay được thưởng thức cái này là ở trong lợn Lạng Sơn phiên bản Sài Gòn. Rồi, chặt như máy luôn. Đúng rồi. Em Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, đó, chị... tranh thủ làm miếng da trước đã cho đỡ vật đã. Dạ mời anh xin phép anh chơi trước nhá. Dạ. Em đặt thêm 2 ký nữa. Ok. Em ơi, bố nhà mình làm gì đây? Ăn luôn ăn da trước này chị. Em ăn da. Dạ. Em mời mọi người nha. Dạ, giòn lắm đấy, đây mời các anh em này. Đấy. Không phải, nhưng mà nước chấm ở trong này rất là sánh luôn. Giòn rập rập luôn hả? Quá chất luôn. Không biết là với anh thì quay quá nhiều hay quay ngoài Lạng Sơn rồi. Anh thử cái hương vị đây em thấy thế nào? Thực ra là mới ăn được miếng đầu tiên, anh mới ăn 8 miếng nữa mới cảm nhận được hương vị của nó. Cơ bản cái heo quay mà nóng ấy thì
ăn nóng nó đều ngon. Nhưng mà cái nước chấm ở đây này để cho mình cái điểm nhấn các bạn ạ. Nước chấm ở đây ngon lắm. Đây mình làm cái da đây. Đó. Da giòn rập luôn. Em thấy ăn cái da ở đây giòn hơn đấy. Da giòn này dùng rồi. Đây. Khó luôn. Rồi bỏng em nhá. Ngon. Ok không anh? Đấy. Ẩm thực đường phố nó đỉnh cao ở chỗ đấy các bạn ạ. Cứ phải ăn nóng mới ngon. Ẩm thực đường phố, ẩm thực chợ phiên hay bất kỳ ở đâu nó đều là ẩm thực thôi. Quan trọng là cái cách mình thưởng thức cái món ăn như thế nào các bạn ạ. Thật ra là theo quay ở Sài Gòn á, rất là nhiều chỗ bán. Ừ. Nhưng mà chị này là một trong những nơi mà em mua nhiều nhất. À. Dạ đúng rồi. Quay thì cũng đã giới thiệu rồi nhưng mà có việc chỉ cần em hay đến đây vì cảm giác là miếng heo quay của chị quay á, em mua khách ăn nhiều hơn, ăn được nhiều miếng hơn á. Ờ. Thế hấp dẫn nhất đúng không? Dạ, đúng rồi. Đấy. Chị thích ăn cái da này. Nó ngon, nó sánh rồi nhau. Chị ơi. Hả? Chấm mặt luôn. Đúng rồi. Ăn miếng nọ phải giữ hàng miếng kia. Con này nó là lợn đen. May quá. Thơm. Nó lợn đen mà rất là ngọt. Ngon. Mời bạn cameraman miếng đi. Tay nó phải hơi run run rồi nhỉ. Đề nghị giữ chắc khung hình. Da giòn chị ha. Thì kết cái bộ da này đấy. Em mỗi lần mà tới đây thì thường là mua 2 kg ba rọi. À. Xong rồi em ăn xong thì phần còn lại chị biết làm gì không? Em thích kho với chua chua. À. Kho với chua chua. Chua. Dạ đúng rồi. Đó. Để ăn cơm. Đây à, em mày ăn vậy? Không, em ăn đi. Đây còn nhiều mà, nhiều. Hôm nay nhà em ở nhà anh cho ai đang để cho em bữa đó. Ủa, anh nghĩ là có sụn non đâu này. Đấy. Đây này, đúng rồi sụn này. Nóng ghê. Em vừa có da vừa em mời. Thôi được, anh ăn miếng da này rồi. Mời các bạn nha. Mời anh là cameraman cho anh Hải mấy ngày nay các bạn ạ. Thèm quá rồi đúng không? Thèm quá rồi, vật quá rồi. Kiểu mà giờ là Dung đã hiểu là lý do tại sao mà cái video của mình hay bị rung tay về cameraman là thèm quá. Ngon quá. Em thấy sao? Ngon không? Ngon không? Đấy, Diệm ăn này, được một miếng mà kèm theo da luôn ấy. À, ăn đúng ba chỉ luôn. Cái miếng thịt nó ngọt. Đây là địa chỉ yêu thích của em à. Ờ. Thời đó là mấy ngày anh chị ở Sài Gòn á, mà những địa điểm mà em đưa anh chị đến đều là những quán mà tụi em rất là tâm huyết luôn. Tâm huyết. Dạ, đúng rồi. Ăn một lần là nhớ mãi đúng không? Mình ăn miếng này đấy nha các bạn. Miếng này là ba rọi này các bạn này. Có da luôn này. Đấy, ngon nhá. Miếng này là chuẩn luôn đấy Hải ạ. Ờ. Ăn miếng này xong rồi tập trung quay phim tiếp. Ăn sau miếng này là cái shot hình của anh em mình sẽ không bị rung nữa. Sau miếng này là cái shot hình nó sẽ mượt mà hơn các bạn ạ. Đó. Ngon thế. Chưa chị Thái luôn cho em ít lòng đi. Chị Thái luôn cho em ít lòng. To đây rồi. Con này con này. Vừa to. Nghe không? Nghe máy không? Diệp rất là vừa dài vừa to. Vừa to vừa dài thế thì lấy đâu ra? Ngu của anh Hải ấy. À. À ok. Thôi. À cái này là chị ship đi à? Ờ chị đang lấy cho cái anh vừa điện đó. À. Thế là chị lấy cho em xong. Cái này phải muốn ăn là phải điện trước đúng không? Anh nhiều anh, khi à. Anh nhậu. À. Tim gan phèo phổi nội tạng mỗi thứ một tí các bạn ạ. Thứ một tí. Lòng xe điếu rất ngon. Để lại cho em ít lòng dày dày nhá. Có kia rồi. Chị này em quay đi quay lại phát là chị bán gần hết rồi các bạn ạ. Nhiều lắm. Hơi khó tính. Nên là chị cứ thêm để ý giùm em khách. Em về anh phải like em ạ. Ờ like em. Khách đừng. Đấy cân rồi đây ạ. Ừ rồi chị lấy cho. Là 50 ngàn về nhau là em chị hả? Em này chắc phải tập trung lời đấy. Chị người ta lấy mấy cân đấy chị? 2 kg. À 2 kg à? Đúng 2 kg luôn. Đây 2 cân. Túi to đùng này 200.000. Đấy kế luôn chị bán
hai chị, một chị bán lợn, một chị bán lòng các bạn ạ. Anh em mình vừa ủng hộ chị bán lợn quay rồi, bây giờ ủng hộ chị bán lòng nữa. Mày vô. Địa chỉ này ở đây là ở đâu đây? Đây là A5 Tô Ký, khu phố 2. Dạ nếu mà mua thì gọi số điện thoại nào được chị ha? Thôi gọi chị mọi khi đấy, được 0912 622 534. Ok. Chị heo quay ơi. Chị nếu mà mua heo quay thì gọi chị số nào ạ? 0377 246 259. À. Chị đọc lại đi, chị đọc nhanh quá. 0377 ạ. 246 259. Ok. Đâu chị thái cho bọn em đi. Khỏi cần ăn phổi nhá. Vâng. Đây chị đang lấy cho chị 50 này đúng không? Đúng rồi. Vâng. Chờ một tí chị lấy cho. Ấy. Đây. Chị thửa đồ riêng cho anh em mình các bạn ạ. Đôi này nó mắc hơn biết, mà. Biết mình cái loại này đắt hơn à? Đúng rồi. À. Loại này bán miếng lòng 150 ký. À cái loại này là 150. Bởi vì là bên mình thì cái như các bạn biết là quan điểm của mình thưởng thức ẩm thực không quan trọng về giá. Đấy. Nhưng mà phải ngon. Cẩn thận nó rơi chị ạ. Đấy. Cái miếng này nó đắt hơn miếng kia nhưng mà các bạn nhìn thấy không? Nó ngon hơn đó. Ở đây là có hai loại giá nhá. Loại mà hàng thửa thì là 150 một cân, còn hàng bình thường thì là 100. Đúng không chị? Loại bình thường 100, loại ngon hơn là 150. Rồi, ok. Đấy để cho mọi người biết nhá. Này là hôm nay chưa được dài lắm. Cái này chấm với cái gì ạ? À? Nước mắm ớt mặn thôi. Hai chị cân chưa? Ờ, cân rồi. Ok, để em giúp nha. Không tí nữa là thiệt đấy. Này, em kết cái quả này. Quả này là ngon lắm đấy chị. Nó có ớt thầy to. Ngon quá anh em ạ. Em bây làm miếng đi em. Ớt thịt. Này, mới đứng mới làm miếng đi. Ăn vậy thì ngon. Ăn bốc rồi không cần bỏ hộp nữa không? Ngon. Ăn nóng rồi mới ngon. Đây 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 Thảo ơi, sợ cho anh với. Nó đưa cái địa chỉ cho ông thôi chị với. Ôi. Kéo nhảy tan chảy. Nhìn thì nó có vẻ là không không ấy lắm. Này này giống với cả bài hát anh ca Hải hát này, ngọt ngào đến mấy cũng sang đến mấy đấy nhỉ. Nào đến mây cũng bảo ông tử. Đây mời chị. Quan điểm của mình á là còn thở thì còn ăn anh em ạ. Ồ đây. Ừ. Ừ. À, chị ơi chị cắt cho Thái miếng to giùm em với ạ. Ủa thôi chị ơi cái này nó ok quá ngon thế nhở. Này bịa này nguyên bịa luôn nha anh em nhá. Còn nguyên bịa luôn nè. Em ơi, làm miếng đi. Dạ có chứ. Để chị Thái đây. Ừ. Đoạn này là đoạn lòng xe điếu. Này thì thử được cái này nó giòn hơn hả? Ừ. Giòn hơn. Theo đầu mà. Cái to mà dày nhỉ? Ừ, nó đầu nó dày hơn. Ờ. Ôi, ngon quá. Em thích cái này quá. Lên lên lên. Cái lòng ngon đúng không? Đúng rồi. Anh Hải ăn miếng này nè. Cho anh miếng gan đi. Đây đây đây, ăn miếng này đi. Ăn miếng bắp à. Ăn miếng bắp. Cái này là dạ dày. Dạ dày. Ui. Cứ làm thế đi. Đi làm miếng đi. Thôi ăn đi. Không phải làm một miếng. Làm một miếng đi. Mời cả nhà đây em mời chị miếng này. À. To. À. To ngập mồm với em ạ. Cái này là mình mới ăn không mà là gọi là ăn giả chiến hết anh. Chứ ngồi mà về mà nước mắm này kia pha đầy đủ trời ăn kèm. Nước mắm ớt. Nói chung là mình thưởng thức làm sao cho nó ngon miệng nhất có thể anh em ạ. Chứ nhiều người cứ hay xem ông bảo là ôi ông Hải này ăn bốc bả rồi đầu đường thôi chợ bla bla bla. Nhưng mà thực ra là quan điểm ăn của anh ấy, ăn làm sao mà nó có hạnh phúc với hoang miệng là được. Hạnh phúc với hoang miệng là được. Anh ta làm miếng anh. Cái đây. Rồi. Ăn thêm miếng to này. À. Đấy. Anh thì hơi ngại em ạ. Thấy miếng to quá nhưng mà cũng hơi ngại em. Không ngại không?
em ăn đi, em ăn. Em thì hôm nay mang thử miếng gan. Giòn. Đúng là kênh YouTube Phạm Dũng là chuyên món ăn ở đường phố Sài Gòn ngon tuyệt vời bạn. Từ đến vỉa hè đến cao cấp. Hôm nay được chiếu cố quá. Từ thành thị đến nông thôn. Ngon. Từ cao cấp lại về bình dân. À, đây là một cái quán làm màu. Từ địa đầu Tổ quốc đến cuối Tổ quốc. Ngon quá. Ngon. Dũng ăn đi em ơi. Đấy, bạn Dũng cũng không cưỡng lại được đâu mà. Đấy, này lại rung tiếp bên này à. Đấy, làm được. Này thêm tiếu nước mắm hoặc là mắm tôm mà không? À. Ngon quá. Anh Dũng thử ăn cái vô anh Dũng ơi. Vô đi, vô đi. Vô đi mình. Nào vô đi. Anh Hải chọn. Anh em mình lấy lòng thay rượu các bạn ạ. Mời anh em. Hội nghị bàn lòng. Ngon ha. Hội nghị ẩm thực vỉa hè. Mình ăn xong giải chiến tại đây mà đem cái này về mình coi đá banh. Ờ. Đúng rồi đấy, hay quá, rất mời. Tuyệt vời. Dày ghê nhảy ha. Dày. Này, thiếu một chút nước chấm. Này xong rồi chiều nay về mang về xem đá bóng nhá. Thêm miếng nữa tập trung nhiệm vụ quay phim nhá nhảy. Ok. Một miếng nữa thôi nha. Miếng này thôi. Đấy, miếng lòng có ngon chưa? Quá chất lượng. Cái cơ bản là cái lòng ở đây chị làm cũng vừa rồi nên là không cần phải chấm. Nhưng mà bạn nào có chấm thêm mắm hành hoặc là súp chanh với lại là kèm thêm một xíu lá thơm, lá đầu thơm này kia. Trời rồi, ơi. Em ơi, không phải pha nghĩ nhiều đâu, mang chẩm chéo vào đây. Lúc nào em đi ăn em cầm đi, em pha chấm luôn. Ôi giời ơi. Đây. Bà bán chẩm chéo bà khôn thế nhỉ. Bà đi quảng cáo trên kênh của tôi đó. Wow. Không em thấy ăn chẩm chéo chấm dính hợp mà. Không mất nhiều thời gian. Chưa chị cho vào đây cho em để tí về bọn em xem đá bóng để đây là một trong những cái điều đặc biệt ở quán lòng này là nước được mang về nha. Chỗ đài của ông hết á. À ngày nào cũng xem Sapa TV à? Ngập mồm, ngập mồm. Đúng rồi, phải ngập mồm. À, có một khán giả của Sapa TV các bạn ạ. Có nhà đài mà về lại review là không nổi á. À ok. Làm tí lòng không? À. À. Vào đây, vào đây, vào đây. Cháu biếu chú ít lòng về ăn nhá. À, cảm ơn nha. Ok. Chị ơi, lấy cho chú này 2 cân cho em. Vâng. Lấy cái ngon nhất nhá. Ok, chú chờ tí nhá. Làm. Đi xin việc làm á? Đi ba lô đi làm mà. À, vác ba lô đi làm à? Ok. Thanh niên Việt Nam à? Thế nào? Đây, cái tầm này bố thanh niên rồi chứ. Đúng không? Năm nay chú bao tuổi rồi? 44 rồi. À thế không thì gọi anh thôi. Nhìn thấy tóc và bạc cái này à. Cảm ơn nhiều nha. Ok ok. Lấy cho em 2 cân lòng. Vâng. Đây này ơi, chú áo cáo. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Ok, chào bác nha. Chú tìm được Việt Nam. Chào thanh niên Việt Nam nhá. Ông coi cái áo cáo trên đỉnh núi. Bố thanh niên. Bố là thanh niên Việt Nam. Khoái dễ sợ luôn á. À thế làm mấy cân lòng đây? Mình nóng ăn thôi, em là mối bà này mà à, nhờ có những người như anh như vậy mà Việt Nam mình mới được quảng bá. Ai quan hiểu như chị chứ phải bọn em về không có. Với lại biết sao không, nhờ có những người như anh chị vậy tụi em không có đi được tới đâu mới biết được chứ bọn. Hôm nay là chị là khán giả là thật sự rất là mấy lâu lắm rồi bọn em mới gặp những khán giả mới yêu quý thế. Mọi người cứ hay chửi bọn em ăn nhiều nhưng mà mình không đi ăn thì làm sao mà họ biết được chỗ ngon đúng không? Đúng rồi. Thank you. Thank you. Một mình à, quên không lấy tiền lẻ, quên không lấy tiền trả lại. Vui quá, vui quá. Lấy là ngày mai đó bạn trẻ. Vậy là khách hàng quen thuộc rồi. Quen rồi mình muốn chứa thế rồi. Như đấy anh chị thấy là cái không khí ở Sài Gòn vui không? Quá tuyệt vời. Đấy các bạn ạ. Nhờ có anh em mình mà mọi người biết được nhiều những cái địa chỉ đồ ăn ngon nên ui. Vâng, chào anh. Anh cũng xem Sapa TV à? Xem thường xuyên luôn à? Thế thì làm cân lòng đi anh. Quay anh lòng quay rồi. Em lấy vào ạ.
Củ này bao nhiêu chị? Một cây là ký 2-3-6. Úi, đùi này ngon chưa? Mông đấy, ở trong này gọi là đùi sau. Ngoài Bắc gọi là mông, trong này là đùi sau. Hay quá. Đấy, Dũng ơi, ở đây nhá, chú này là chú biết cái quán này là cũng nhờ xem cái kênh Phạm Dũng của em. Nhờ nhiều lắm, nhiều người. Không phải Phạm Dũng là có cái gì, đi cua ánh. Ánh cua? À, đúng rồi. Ánh cua với đội này giống nhau mà, cùng một đấy, team đấy, mà. Đấy. Thế mà xem người đấy mà lại không nhớ người đấy đâu. Em mà lại nhận ra đấy. Trong này em thấy là người ta nói là xem nhờ xem clip của Phạm Dũng thì tới đi mua, nhưng không ai nhận ra Phạm Dũng mà ta nhận ra tôi quảng bá là quán này ngon nhất Sài Gòn. À, ở đây ngon nhất Sài Gòn. Ngon nhất Sài Gòn. Thế đấy mới là lý do tại sao mà cháu đứng ở đây nhá. Chú bảo là chú theo chú thừa nhận là quán này là quán ngon nhất Sài Gòn. Tôi là dân ở quận 12. Vâng. Ok. Hôm nào có anh nào anh bảo chứ nhà tôi ăn nồng nhầm gà ngon nhất Việt Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Nói chung là các bạn ạ, thực ra mà nói là anh em mình quảng bá ẩm thực một cách dân dã nhất. Tại những nơi mà anh em mình đến là những quán mà đã được bà con ở đây thừa nhận nó rất là ngon rồi. Ok, sau đây là có lẽ Hải cũng xin phép kết thúc video từ đây. Rồi này là cực ngon. Rồi cực ngon. Đến đây chủ yếu mua rồi và mua nước xít. À, mua rồi mua nước xít. Nước xít không có tiền. Nhưng nhà tôi cái gì cũng có nhưng mà phải đến đây mua. Ok. Hải cũng xin phép kết thúc video tại đây. Nếu mà các bạn thấy thích hãy subscribe chia sẻ video giúp Hải và kênh Phạm Dũng các bạn nhé. Bye bye tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.